Xin chào mọi người, mình là Yến Chi và rất vui khi được gặp lại mọi người tại kênh của Mr Zero bóng đá vui nhộn. Ronaldo đá bóng thế nào năm 16 tuổi khi chưa nổi tiếng? Ở tuổi 16, Ronaldo mặt non choẹt, vẫn còn tật xấu cắn móng tay nhưng đã phần nào chứng tỏ được những phẩm chất của một ngôi sao lớn trong tương lai. Chúng ta hãy cùng quay trở lại thời điểm Ronaldo 16 tuổi, ngay trước khi cuộc sống và sự nghiệp của anh thay đổi hoàn toàn và đi lên thành một siêu sao như hiện nay qua video dưới đây nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị nhất về bóng đá. Nhắc đến Cristiano Ronaldo ở thời điểm hiện tại, người ta sẽ nhớ đến một ông già đã 35 tuổi nhưng thể lực sung mãn như một chàng thanh niên. Lão tướng ấy khiến tất cả mọi người phải định nghĩa lại về chuẩn mực của sự giới hạn. Hay nói đúng hơn, với Ronaldo chẳng có sự giới hạn nào cả. Nếu có thì cũng do người đời đặt ra để chờ một người nào đó phá bỏ nó mà thôi. Nhìn Ronaldo với phong độ chói sáng ở thời điểm hiện tại, có bao giờ bạn thắc mắc liệu ngôi sao người bồ khi còn là một cậu nhóc sẽ như thế nào hay chưa? Liệu anh có tài năng như hổ tử Junior hay còn hơn thế? Hãy cùng Mr Zero tìm hiểu Ronaldo đá bóng như thế nào khi còn chưa nổi tiếng thông qua clip ngay sau đây nhé. Năm 16 tuổi, Ronaldo đã được thăng hạng lên đội hình chính thức của Sporting Lisbon. Điều này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên chơi cho đội hình U16, U17, U18, đội dự bị và đội hình chính thức của câu lạc bộ trong vòng một mùa giải. Một năm sau, vào ngày 7 tháng 10 năm 2002, khi mới 17 tuổi, Ronaldo đã có trận ra mắt đội 1 Sporting Lisbon khi gặp Moreirense ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Một khởi đầu mỹ mãn với cầu thủ trẻ mang áo số 28 khi anh lập cú đúp đóng góp vào chiến thắng 3-0 của đội nhà. Đây cũng là hai bàn thắng đầu tiên trong danh sách đồ sộ, hiện đã hơn 700 bàn của chân sút người Bồ Đào Nha. Ronaldo bắt đầu được chú ý từ thời điểm này, trong đó MU là đội theo sát anh nhất và rồi quyết định tổ chức một bài test cho cậu nhóc này dưới hình thức một trận bóng đá giao hữu. Năm 2003, trong một nỗ lực tìm kiếm người thay thế cho David Beckham, Sir Alex đã chủ động đề nghị một trận đấu giao hữu với đội bóng Bồ Đào Nha, Sporting Lisbon. Thực ra, ban đầu lý do Sir Alex chọn đội bóng này để giao hữu là vì ông muốn xem dò tiền vệ ngôi sao của Bồ Đào Nha, Quaresma. Sau trận đấu này, quả thật Sir Alex đã tìm ra được người thay thế xứng đáng cho Beckham, nhưng đó không phải là Quaresma mà là cầu thủ trẻ măng, ít tên tuổi hơn rất nhiều, anh chính là Cristiano Ronaldo. Ngày ấy, Cristiano còn mảnh khảnh, đang niềng răng, có uống vài lon highlights trên mái tóc. 18 tuổi, mặt nom hơi hồi hộp khi đối đầu với đội bóng nổi tiếng nhất hành tinh, vậy mà khi có bóng trong chân, cậu sống động lên trông thấy. CR7 khi đó mang áo số 28 của Sporting và chơi ở vị trí tiền vệ cánh quen thuộc. Ronaldo đã làm cho các hậu vệ đẳng cấp của MU phải thở không ra hơi với kỹ thuật và tốc độ của mình. Khốn khổ nhất là John O'Shea, người hôm ấy đá hậu vệ phải và phải trực tiếp đối đầu với Ronaldo. Kết thúc trận đấu, chàng trai 18 tuổi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và giúp Sporting hạ gục đội bóng nước Anh đến 3 bàn không gỡ trên sân nhà. Đặc điểm dễ nhất để nhận dạng Ronaldo ở thời điểm đó là tốc độ. Cầu thủ trẻ người bồ không khác gì một chiếc Ferrari chính hiệu trên sân. Như trong tình huống này, dù cách xa bóng hơn đối thủ nhưng CR28 vẫn lao phăng phăng về phía trước. Không những giành được bóng trước, Ronaldo còn có cách khống chế hết sức kỹ thuật, giật gót về phía trước. Điều bất ngờ là anh không hề hãm phanh mà khống chế bóng ở tốc độ rất cao trước khi bỏ lại đối thủ và đánh bại nốt cả thủ môn bằng cú sút ở góc hẹp. Một pha bóng cho thấy đầy đủ những phẩm chất của một tay săn bàn đỉnh cao dù cho lúc đó Ronaldo chưa 18. Or stay here laying down on the floor. I want to know if you'll be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. Trong màu áo của đội tuyển quốc gia, mọi chuyện đối với các đối thủ của Ronaldo cũng không khá khẩm hơn là mấy. Dù chỉ mới là nhận giải đấu trẻ, nhưng từ Argentina, Italia cho đến Anh, các hậu vệ đều được ngôi sao người bồ chiêu đãi món hành siêu to khổng lồ. Đặc biệt, năm 15 tuổi, Ronaldo đã lập một siết phẩm vào lưới U16 Anh, khiến tất cả phải trầm trồ. Đó là bàn thắng được Ronaldo thực hiện tại vòng chung kết U16 Euro năm 2000. Sải chân dài giúp Ronaldo đón bóng một cách dễ dàng. Những tưởng sau đó Ronaldo sẽ tung cú dứt điểm từ xa hoặc phối hợp cùng đồng đội, thì anh bất ngờ sử dụng kỹ thuật cá nhân xoay trở khéo léo trong vòng cấm đối phương. Thủ môn U16 Anh bị loại bỏ, sau đó là một bàn thắng dễ dàng cho Ronaldo. Take me to Neverland. Anxiety taking over me, I can't be the only one left. No, society breaking up on me, I just wanna be felt and taken and never left. Taken and never left. I just need to get away. Khi Ronaldo mới chân ướt chân ráo đến thành Manchester, Sir Alex bất ngờ trao chiếc áo mà những George Best, Eric Cantona và Beckham mặc cho Ronaldo, dù cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ đề xuất số áo 28. Ronaldo đã trừng ra mắt chính thức cho quỷ đỏ vào ngày 16 tháng 8 năm 2003 với Bolton, khi anh được tung vào sân thay cho Nicky Butt. 30 phút có mặt trên sân là quãng thời gian Ronaldo tạo phấn khích cho các cổ động viên MU bằng những pha đảo chân đẹp mắt, những tình huống đi bóng vặn sườn đối thủ ở tốc độ cao, đôi chân thoăn thoắt, tốc độ bùng nổ để khiến Ronaldo có màn chào hàng thành công rực rỡ. Để rồi sau đó, anh khẳng định chiếc áo số 7 anh mang trên lưng không chỉ tồn tại trong 30 phút, chính xác nó kéo dài đúng 6 năm ở Old Trafford. Ronaldo ghi được 118 bàn thắng trong 292 trận, giành 3 Premier League, 1 cúp FA, 2 cúp liên đoàn và 1 Champions League. Đỉnh cao nhất của mùa giải 2007-2008 khi anh ghi được 42 bàn sau 49 trận, giúp MU giành cú đúp Premier League và Champions League. Câu chuyện mà chúng tôi mới vừa kể cho các bạn bắt đầu từ khi nhân vật chính chỉ mới 16 tuổi. Gần 20 năm sau, ở cái tuổi 35, Ronaldo vẫn là cơn ác mộng của mọi hậu vệ và thủ môn trên thế giới. Anh vẫn đang cùng đại kình địch chung thời với mình, Lionel Messi, tạo nên một cuộc đua kỳ vĩ chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Nếu bạn yêu thích video này, đừng quên để một like, share và subscribe cho kênh nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.